Hi, mình chào tất cả các bạn. Hôm nay chia sẻ với các bạn một cách khắc phục mà wifi nó bị nhiễu, bị yếu các bạn. Đây là một cách khá là hiệu quả. Mình sẽ dùng phần mềm là Wifi Analyzer nha. Phần mềm này thì mình cũng có chia sẻ lúc trước rồi, bạn nào quan tâm thì tải về. Đó. Khi sử dụng phần mềm này các bạn nhớ bật định vị lên nhé. Lúc trước thì không có, nhưng mà sau này nó bắt phải bật định vị lên nó mới thấy tên wifi. Các bạn mở định vị lên, mở GPS thôi mà. Đây là một cái phần mềm mà để khắc phục cái wifi nó bị trùng sóng, wifi bị nhiễu, nhất là những bạn ở nhà trọ hoặc là khu dân cư gì đó. Bạn thấy ở mình đang ở trong một cái nhà trọ, bạn thấy nè ha, sóng wifi nó khá là nhiều, quá là nhiều tên wifi. Mọi bạn thấy cái đỉnh sóng wifi là nó là cái kênh đó các bạn nha, tần số á, cái channel á. Nếu mà nó trùng chéo với nhau thì nó dẫn đến nó triệt tiêu wifi, nó làm wifi các bạn sử dụng yếu, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Đây là một cách mà để chúng ta đo kiểm và khắc phục nó. Thì để khắc phục thì chúng ta sẽ vào cái phần wifi, vào phần modem, phần đổi channel các bạn nhé. Thông thường cái channel nó trong modem nó để auto. Về login vào modem thì mình chia sẻ nhiều rồi, mình không nói nhiều các bạn nhé. Đây thì khắc phục và chúng ta sẽ vào phần wireless ha, vào phần advanced để chúng ta thay đổi nó. Đó, các bạn thấy channel nó không hưởng để auto nhé. Mà auto thì nhiều quá thì nó sẽ bị trùng chồng chéo với nhau, chúng ta sẽ để mặc định của nó. Ở đây các bạn thấy lúc nãy là cái channel nó đang ở channel 1 mà nó bị trống. Thì chúng ta có thể để channel đó để cho nó ổn định các bạn ha. À, qua cách đó thì mình có thể tăng cái độ công suất phát wifi lên. Thường thường 17.5 thì mình tăng lên 19.5, không có để mắc các bạn nha. Đó. Mình sẽ để channel nó là channel 1. Tại vì các bạn biết nó trùng chồng wifi thì nó sẽ bị triệt tiêu, phi nhiễu cái wifi của mình sử dụng nó rất là yếu. Đây là một cái cách mà mình hay hướng dẫn và chia sẻ mọi người cùng làm. Và hôm nay mình làm tới đâu thì mình quay clip lại chia sẻ với các bạn tới đó. Bạn nào nhà trong khu dân cư hoặc nhà trọ gì đó sử dụng yếu, các bạn cũng có thể tham khảo cách này để thay đổi channel cho mình nhé. Đó, các bạn thấy cái channel khá là nhiều các bạn ha. Đó, mà nó bị chồng chéo với nhau, mà có bạn thấy có cái số 1 là của cái wifi của mình, ngay số 1 là cái channel nó đang trống nhiều, nên mình sẽ để channel đó cho nó hoạt động, nó ổn định hơn. Và chúng ta đo kiểm wifi thì chúng ta đo kiểm ở đây chọn đúng tên wifi, như màu xanh lá cây thì các bạn khá là tốt, các bạn có thể chơi game nó ổn định hơn, màu vàng thì nó tương đối thôi. Đó, sóng wifi quá nhiều vậy ha. Đó, channel của mình thì hiện tại có cái auto màu đỏ, lúc nãy là có một mình, nhưng mà có cái wifi nào đó nó để auto thì nó sẽ lên, nó tìm cái channel tốt nhất. Thì dĩ nhiên thì nó nhiều quá thì nó không thể nào mà mặc định được. Chúng ta cứ đặt channel như vậy, chúng ta để khắc phục cho nó ổn định hơn. Wifi này thì hiện tại là sử dụng cũng vài máy thôi mà, không có nhiều. À, có rất là nhiều bạn mỗi ngày đều nhắn tin cho mình là wifi các bạn sao yếu quá. Thực ra wifi yếu nó có rất là nhiều nguyên nhân. Bởi vì một cái clip mà mình muốn chia sẻ các bạn thì nó rất là nhiều. Bởi vậy mình làm tới đâu thì mình chia sẻ tới đó. Các bạn nào quan tâm thì cũng có thể tham khảo và thao tác trên cái modem của mình. Mà việc đầu tiên các bạn thao tác được, các bạn phải login và được vào cái modem nha. Nhiều bạn hỏi mình cái vấn đề đó, mình nói rất là nhiều. Cái modem VinVT thì nó đăng nhập vào, các bạn phải hỏi kỹ thuật. Tại vì mỗi khu vực nó đặt một mật khẩu, một cái khách khác nhau đó. Mình khuyến khích các bạn đặt channel là channel 1 ha, 6 và 11 để những cái channel này nó ít bị chồng chéo sóng wifi với nhau, các bạn sử dụng nó mạnh nha. Những bạn nào nhà vắng thì các bạn không cần, nhưng mà bạn nào ở trong khu dân cư đông đúc hoặc là khu nhà trọ nhiều wifi, nhiều tên wifi, để bạn sử dụng phần mềm mình đo kiểm để các bạn đặt cho mình một cái channel tốt nhất và sử dụng nó ổn định nhất. Để nhiều khi các bạn sử dụng wifi mà nó bị yếu rất là bực mình ha. Và nó còn nhiều nguyên nhân nữa chứ không phải là một cái nguyên nhân là bị trùng sóng wifi với nhau các bạn nhé. Ok, đây là một cách khắc phục nhỏ thôi. Rồi, clip kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé. Hy vọng là clip sau mình chia sẻ các bạn những cái vấn đề nó liên quan đến wifi nhiều hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.